Chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi vlog du ký Ấn Độ của mình nha. Ở tập cuối này mình sẽ tiếp tục kể về bang Rajasthan, cái bang có đặc sản là sa mạc nắng nóng cùng rất là nhiều cung điện lộng lẫy ở khắp nơi. Và không ngoa khi nói rằng Rajasthan là bang màu mè nhất ở Ấn Độ. Ở đây thì hầu như thành phố nổi tiếng nào thì cũng đều có cái tên gắn liền với màu sắc. Chẳng hạn như là Pushkar là thành phố sặc sỡ chiếu chiếu đủ màu trong lễ hội lạc đà lớn nhất thế giới, là Udaipur, một thành phố phủ một màu trắng rất là đẹp, hay Jaipur, thành phố màu hồng mà mình đã giới thiệu trong tập 10 á, rồi Jaisalmer nữa, thành phố vàng mà mình đã giới thiệu trong tập phim 11. Nhưng nhắc đến Rajasthan mà không nhắc đến thành phố Jodhpur, thành phố màu xanh thì sẽ là một thiếu sót cực lớn. Nhìn các khung cảnh của Jodhpur thì bạn cũng có thể dễ nhầm là đang ở Maroc rồi. Ở Jodhpur thì lại còn có pháo đài cung điện rộng nhất Ấn Độ và xếp thứ hai thế giới, là bối cảnh quay phim người dơi The Dark Knight. Đây cũng là thành phố mà mình đã lựa chọn là điểm cuối cùng trong hành trình 28 ngày Ấn Độ, và cũng là nơi duy nhất mà mình gặp nạn trong hành trình này. Còn nạn gì thì xem đến gần cuối clip sẽ rõ nha các bạn. Rồi, giờ thì Hà bắt đầu đến với Jodhpur đây. Sau tour sa mạc ở Jaisalmer thì mình đã lên xe bus để đến Jodhpur. Vì là bang sa mạc và mình lại đến đây vào đúng mùa nắng nóng, nên các bạn có thể thấy là đất đai khá là khô cằn. Vì thời gian của mình ở Jodhpur này không nhiều, nên là mình nhanh chóng đến thăm các địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố màu xanh này. Ở Jodhpur này có một cung điện rất là lớn và lộng lẫy, đó là Umaid Bhawan. Đây là cung điện nằm trên ngọn đồi Chitta, điểm cao nhất của thành phố Jodhpur. Nên là di chuyển ở bất cứ con đường nào của Jodhpur, bạn cũng có thể nhìn thấy Umaid Bhawan. Công trình này được xây dựng bởi Maharaja Umaid Singh trong gần 20 năm. Đây là nơi cư trú, là dinh thự tư nhân lớn nhất thế giới. Cả gia đình hoàng gia Umaid Singh đã sinh sống rất là vương giả ở đây, trong cái cung điện này, chỉ vài năm trước khi Ấn Độ tuyên bố độc lập khỏi Anh. Ngay sau đó thì thủ tướng Indira Gandhi cũng tước quyền cai trị của Rajasthani về quyền lực, về các khoản phụ cấp hàng năm và các chức danh. Bởi vậy thì theo thời gian, rất là nhiều cung điện trên Ấn Độ đã rơi vào tình trạng hư hỏng. Nhưng mà ở Umaid Bhawan này thì tuyệt nhiên được bảo vệ. Điều đó có được một phần nhờ vào quyết định có tầm nhìn xa của Gai Singh II, cháu trai của Umaid Singh. Ông đã chuyển đổi một phần của cung điện này thành khách sạn sang trọng nhằm có thêm kinh tế để bù đắp chi phí bảo trì cao. Nơi đây còn được chọn là địa điểm để tổ chức đám cưới của một số nhân vật nổi tiếng. Trong đó gần nhất thì có thể kể đến cặp đôi Priyanka Chopra và Nick Jonas. Nhưng Umaid Bhawan thì vẫn chưa phải là địa điểm nổi bật nhất, lớn nhất ở Jodhpur này. Ở Jodhpur có một pháo đài, một cung điện đang giữ kỷ lục là pháo đài lớn nhất ở Ấn Độ và đứng thứ hai của thế giới, đó là pháo đài Mehrangarh. Mehrangarh Fort được xây dựng vào thế kỷ thứ 15, rộng tới 81.227 m², là một trong những kỳ quan nổi tiếng của Ấn Độ, ẩn giấu rất là nhiều câu chuyện ly kỳ, được bao quanh bởi những lớp tường thành cao đến 36 m và rộng đến 21 m. Bên trong bức tường thành sừng sững bất khả xâm phạm là vương quốc của các vị vua Jodha, với khu cung điện hoàng gia, tòa án và rất là nhiều ngôi nhà có lối kiến trúc chạm khắc cầu kỳ. Theo truyền thuyết thì vua Rao Jodha, vị vua đầu tiên của vùng đất Jodhpur, thì đã quyết định xây dựng pháo đài Mehrangarh. Phần móng của pháo đài đã được ông xây dựng sẵn trước đó trong một thời gian dài, và nó trở thành nơi cư ngụ của chim chóc dưới sự trông coi của ẩn sĩ Chariyanachi. Để xây dựng pháo đài này thì Jodha đã quyết định đuổi vị ẩn sĩ đi. Quá tức giận với hành động của vua Jodha, Naji buông lời nguyền đen tối rằng pháo đài của Jodha sẽ phải hứng chịu thảm họa hạn hán chưa từng có. Để giải quyết lời nguyền thì ngoài việc cho xây một tòa nhà và đền thờ gần nơi vị ẩn sĩ từng cư ngụ, thì vua Jodha đã nghĩ ra một phương án rất là tàn nhẫn. Jodha đã cho chôn một người đàn ông còn sống, Rajiya, dưới móng pháo đài, đổi lại là lời hứa sẽ chăm sóc cho gia đình của ông ta. Với người đàn ông này thì đây là một niềm vinh dự, bởi từ đó trở đi thì gia đình của ông sẽ được sống trong sự bảo trợ và ban thưởng hậu hĩnh của nhà vua. Vậy nên là lời nguyền năm xưa dường như đã được hóa giải, bởi pháo đài Mehrangarh vẫn đứng sừng sững qua rất là nhiều đời vua trị vì và còn nguyên vẹn cho tới ngày nay. Và để đi vào bên trong pháo đài này thì phải đi qua cả thảy đến 7 cổng tường thành lớn. Hầu hết cổng thành được xây dựng để kỷ niệm các trận chiến thắng lịch sử của các vị tướng. Trên bức tường thành, người ta còn bị thu hút bởi rất là nhiều dấu ấn bàn tay. Đây là vết tích thương đau để lại của những người phụ nữ hoàng tộc.
Chuyện kể rằng là khi các phu quân qua đời thì người phụ nữ sẽ ăn vận rất là lộng lẫy, bước qua cánh cổng dẫn vào cung điện lần cuối và in bàn tay của mình lên bức tường để lại cho hậu thế. Họ bước tới dàn hỏa thiêu và kết liễu cuộc đời bên cạnh người chồng đã chết của mình. Đó là số phận đáng buồn của người phụ nữ một thời. Ở gần chân pháo đài Meranga có một công trình nổi tiếng khác là lăng Jaswan Thada. Đây là một chốn rất thanh bình yên ả do vua Maharaja Sada Singh đã cho xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng vào năm 1899 để tưởng nhớ đến vua cha của mình là Maharaja Jaswant Singh II. Ngày nay thì địa điểm này đã trở thành một công trình kiến trúc lộng lẫy và thường được ví là Taj Mahal của khu vực Malwa. Thăm Meranga xong thì mình quyết định sẽ đi bộ len lỏi vào những dãy nhà màu xanh phía dưới luôn. Những dãy nhà màu xanh này đã làm nên tên tuổi và nét đặc trưng của thành phố này. Đó chính là khu đô thị cổ Gantaga. Có rất là nhiều giả thuyết về màu xanh của Gantaga. Chẳng hạn như vì ở Jodhpur này nóng quanh năm nên người ta sơn màu xanh để chống nóng, hay có giả thuyết là họ sơn màu xanh là để đuổi muỗi. Hoặc một giả thuyết khác thì liên quan đến tôn giáo, do màu xanh là biểu trưng của đẳng cấp Bà La Môn, đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ, nên là những người dân ở đây thì cũng muốn được sơn màu xanh để được thơm lây đó mà. Thơm ở đâu thì chưa thấy, nhưng mình thấy rác trong khu vực này thì khá là nhiều. Cũng có lẽ là mình len lỏi con đường từ phía Meranga xuống, không phải là tuyến đường chính của du lịch nên mới thấy những cảnh như thế này. Mà mọi người đi ở đây thì cũng nên để ý, đừng có nói chuyện với mấy ông già tự lại bắt chuyện với mình nha. Họ kẻ nghèo kẻ khổ rồi họ xin tiền không á. Có chơi thì chơi với tụi con nít như mình nè, tụi nó dễ thương lắm, đùa giỡn với mình rồi xin chụp hình chung thôi à. Đi dọc dọc những con hẻm có thể bắt gặp những người thợ may lành nghề. Cái nghề rất là nổi tiếng ở thành phố này. Mà các bạn có để ý không, những người thợ may ở đây thì đều là đàn ông hết đó nha. Trời buổi trưa ở cái bang sa mạc này thật sự rất là nóng. Nhưng mình muốn kiếm một chỗ trú nóng cho xứng đáng nên là mình cố gắng cuốc bộ đến quán cà phê Stepwell gần cái giếng cổ Tujikaraja. Cái quán cà phê Stepwell này thì khá là hiện đại và có view toàn cảnh cái giếng cổ luôn. Được nữ hoàng Maharaja Abhay Singh xây dựng vào năm 1740 dành riêng cho những người phụ nữ. Hiện thì giếng bậc thang này là một trong những chiếc giếng bậc thang còn được giữ gìn cẩn thận nhất ở Ấn Độ và vẫn được người dân ở đây sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày giống như là một bể bơi cộng đồng. Trời mát hơn xíu thì mình cũng cố gắng lết từ cái giếng cổ đến khu chợ nổi tiếng Sada. Đây là một trong những khu chợ buôn bán sầm uất bậc nhất ở Jodhpur. Ở ngay trung tâm của khu chợ cổ là một công trình kiến trúc khá là nổi bật, đó là tháp đồng hồ Clock Tower. Cái chợ Sada này nổi tiếng một phần cũng nhờ cái tháp đồng hồ này đó các bạn. Nhìn cái ngôi chợ này thì cũng không khác mấy với những ngôi chợ truyền thống ở Việt Nam. Có khác chăng thì đa số người bán là nam giới chứ không phải là phụ nữ. Vì với người Ấn Độ truyền thống thì việc ra ngoài kiếm tiền là việc của đàn ông. Trái cây bên trong chợ này thì rất là rẻ và ngon. Đến đây ngoài ăn trái cây ra thì nếu bạn không ngại thời tiết quá nóng thì hãy thử món bánh samosa nha. Samosa là món bánh chay được người dân Ấn Độ rất là yêu thích. Chiếc bánh samosa hình tam giác được chiên ngập dầu cho tới khi chuyển sang màu vàng sậm. Dần sau đó thì đã xuất hiện các loại samosa nhân thịt cừu hay là thịt gà. Và bạn cũng có thể liên tưởng samosa giống như những chiếc bánh gối pate show ở Việt Nam nè. Trời ơi, nhắc tới đây thì làm tôi thèm những chiếc pate show nóng hổi ở Cần Thơ quê tôi quá đi. Đi khắp Ấn Độ thì mình còn tò mò về món bánh này nữa nè. Nó có tên nó là pani. Ban đầu thì mình tưởng nó là một loại bánh ngọt, ai dè là nhầm to đó các bạn. Đây là loại bánh không ngọt mà cũng không có mặn. Một thứ bánh chay nhàn nhạt, có vỏ bánh được chiên sẵn từ nhà rồi mang đi ra ngoài bán. Người bán sẽ dùng ngón tay làm thủng một cái lỗ tròn nhỏ trên bánh, rồi chan vào đó một chút nước luộc khoai tây lành lạnh. Mình đang thử và chắc chắn luôn là chỉ ăn một lần cho biết thôi. Trời nóng nên là có món này ở Jodhpur thì làm mình rất là thích nè. Đó là món đá bào siro. Thế hệ 8X như mình thì chắc thấy quen quen ha. Nhớ những xe đá bào của mấy chú bán trước cổng trường hồi nhỏ đó. Hồi đó ăn lấy ăn để luôn, mà giờ ở Việt Nam thì mình kiếm không ra. Mặc dù Jodhpur là thành phố du lịch khá là nổi tiếng ở Ấn Độ, tuy nhiên thì đây lại là thành phố khiến mình cảm giác bất an nhất. Mình đã bị hack thẻ tín dụng khi ở Jodhpur này.
toàn bộ tiền trong thẻ của mình thì đã bị mất hết. Tội phạm công nghệ ở Ấn Độ ở trình độ rất là cao nên các bạn cẩn thận nha. Nhưng dù sao thì mình luôn có phương án ABC cho mọi tình huống nên vẫn đủ tiền mặt để enjoy đến hết hành trình rồi về Việt Nam xử lý vụ thẻ này. Ngoài ra nè, nếu mọi người để ý thì trong tập phim này mình hoàn toàn không có vlog trực tiếp tại hiện trường một chút nào luôn vì mình có cảm giác là không an toàn cho bản thân và các thiết bị của mình mang theo. Mình cảm nhận như là có những người đang theo dõi và dàn xếp để thực hiện những điều không hay. Nhưng mình vẫn còn may là có một bạn nam đồng hành nên vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Nói chung, Ấn là một vùng đất rất là nên đến với những bạn thích tìm hiểu khám phá. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên các bạn nên đi theo nhóm nếu như mà chưa trang bị đủ để tự tin đi du lịch bụi một mình nha. Còn với mình thì 28 ngày ở Ấn Độ mà mình đã giới thiệu với các bạn trong những tập phim vừa qua là những kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời mình. Mình đã học được rất là nhiều bài học mới, có thêm rất là nhiều người bạn mới, thưởng thức hương vị của những món chưa từng ăn, chiêu đãi đôi mắt bằng rất nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, để trái tim mở lòng tiếp thu, cảm nhận và tôn trọng phong tục tập quán nơi vùng đất mới. Cảm ơn Ấn Độ đã trở thành một phần rất quan trọng trong ký ức của mình. Không ai nói trước được điều gì, nhưng tin rằng sẽ có ngày mình lại đặt chân lên đất nước ấy thêm nhiều lần nữa. Và hành trình 28 ngày Ấn Độ của mình đã kết thúc tại đây. Nhưng mọi người có muốn xem thêm về Ấn Độ nữa hay không? Nếu có thì hãy cho Hà biết xem bạn muốn tìm hiểu thêm gì về Ấn Độ trong phần bình luận nha. Hà sẽ cố gắng chia sẻ nhiều thông tin nhất có thể nè. Chào các bạn!